Xin chào các bác nhé. Tôi hôm nay giới thiệu đến các bác cái combo sự tô số 2 này, combo nhang trầm này. Thì cái combo nhang trầm này nó sẽ ít hơn cái combo số 1, vì combo số 1 thì nó nhiều, được nhiều trầm thì nó giá của nó sẽ cao. Còn cái hàng combo số 2 thì nó sẽ rẻ hơn một nửa nhé, sẽ ít hơn một nửa so với thằng combo số 1, nó chỉ khoảng 50-60 gram thôi, trầm thôi, và sẽ được tặng khi mà mua cái này, sẽ được cái hộp nhang này sẽ được tặng một cái snu sông, gọi là combo chứ không phải là cái này, nó là được tặng luôn, tôi bán cái này là tặng kèm luôn quà để sông sông trầm đây. Nên là tôi xông cái này, tinh dầu trầm nó đọng lại trên cái nắp này rất là thơm, ngửi thơm lắm các bạn, ngửi thơm cực kỳ luôn, tinh dầu trầm nó đọng ở đây rất là nhiều đây nữa, nắp tôi cũng hay đốt đây nữa. Nè các bạn nhìn này. Này nó ướt luôn, nó đen sánh, nó tinh dầu nó đọng lên đây đây này, những cái khói này nó bay lên là nó sẽ đọng ở đây rất là thơm, cực kỳ thơm nhá. Bỏ ra ngửi thơm lắm, tinh dầu tự nhiên đấy, đây màu tự nhiên luôn. Đốt rất là thơm. Thì cái này giá của nó sẽ rẻ hơn, thì cho các bác dùng, các bác nào muốn dùng thử thì sẽ được hỗ trợ giá. Đấy là được tặng, mua một cái này sẽ được tặng thêm một cái nư này nữa, nư nhỏ nhỏ để mình xông, xông trong phòng, đốt xông trong phòng cho nó thơm. Đó. Đây, thẻ bảo hành, có thông tin đầy đủ địa chỉ của Mộc Hương. Đó, rồi, xin chào các bác nha.